Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch COVID-19 hôm nay. Tại Việt Nam, tính từ 16 giờ ngày 4 tháng 5 đến 16 giờ hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.305 ca nhiễm mới, trong đó có 3.616 ca trong cộng đồng. Trong ngày có 5.084 ca được công bố khỏi bệnh. Tại Ninh Bình, hôm nay ghi nhận 77 ca bệnh xác định mới, trong đó có 74 ca mắc tại cộng đồng. Có 131 ca bệnh đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày.